em cần đâm cái tổ 11 mà bia vào sâu cũng rất nhiều nhà phát triển vô như thế. Em cứ như nhà bác cắn ở đây là mấy năm đấy là ổn rồi. Thế thì chúng ta cố gắng phấn đấu nhiều những cái hộ như thế. Nó gắn với cải tạo vườn tạp, gắn với cải tạo vườn tạp. Không phân biệt gì hộ nghèo, hộ trung bình, mà cứ hộ trung bình, hộ khá giàu chúng ta làm trước, hộ nghèo làm sau. Vì năm nay thì thôn Việt Thành chúng ta cũng xóa ba hộ nghèo và xóa ba hộ cận nghèo đấy, thì cũng phải giúp có sự giúp đỡ của cộng đồng đấy. Rồi tiếp theo nữa là chúng ta tiếp tục là cái cải tạo vườn tạp, mong rằng nhà nào cũng có một cái khuôn viên vườn như người ở cái chuôi, như người ở Thái Bình, như người ở Ninh Bình, như người ở dưới Vĩnh Phúc, ở ví dụ như thế. Thì tất cả chúng ta đây là tứ phương hợp lại để chúng ta vừa biết rồi, còn cái chuyện phát triển kinh tế dịch vụ để chúng tôi yên tâm, chúng tôi không lo. Thu nhập kinh tế năm nay là phải 52 triệu trên người trên năm của toàn xã, thì thôn Việt Thành phải đạt 70 triệu thì mới kéo được cái thôn liền, thôn dưới thôn đủ sinh. Nó phải như thế chứ, thôn Việt Thành và thôn Vạn phải phấn đấu về thu nhập 70 triệu trở lên thì mới kéo được trong các thôn kia để đổ bằng để sang một lớp. Đấy là về mô hình phát triển kinh tế. Hai nữa là thôn Việt Thành đi đầu cho chúng tôi về cái cảnh quan. Những cái hộ mà trục đường quốc lộ 2 thì không nói rồi, thì đã có nhà nước rồi, hệ thống đèn điện rồi, cỏ giả người ta phát rồi. Nhưng mà bây giờ có những các đường liên xóm liên thôn cũng đấy thì xin nói ấy, thì chúng ta cùng nhau hiến đất cộng đồng, rồi cùng nhau trồng cây cảnh quan, cùng nhau trồng cây hoa hai bên để chúng ta làm. Và chúng ta chia theo, nếu không tự giác làm ấy thì ban lãnh đạo thôn đến cùng với cái xóm đấy chia cái đoạn đường đấy, mỗi một nhà 30 mét, thì mỗi một hộ đấy tự chăm sóc cây hoa, tự chăm sóc cây cảnh đấy, thì cho nó đồng bộ để cho nó sáng xanh sạch đẹp lên, rồi lắp bóng đèn năng lượng lên. Thế còn lại làm đường xi măng nhé, xin đưa vào ban. Cơ hội cuối cùng của chúng ta trong nhiệm kỳ này chỉ đến năm 2025 là hết chương trình hỗ trợ xi măng của nhà nước, còn sang ngàn nhiệm kỳ sau thì lại chưa biết được. Còn cái giai đoạn mà nhà nước hỗ trợ xi măng và nhân dân cùng làm đường ấy, là giai đoạn 21 và 25. Vì vậy là năm nay chúng ta muốn sang năm làm thì phải đăng ký ngay từ bây giờ, mà đăng ký ngay từ bây giờ thì phải gọi những cái nhóm ấy làm. Ví dụ cái nhóm này có 10 hộ thì 10 hộ có làm không, mà làm thì nhà nước chỉ hỗ trợ xi măng thôi, còn lại bao nhiêu vật liệu, bao nhiêu công tiền năm hết bao nhiêu 10 hộ chịu, có làm được thì đăng ký. Mà đã đăng ký về rồi, xi măng mang về rồi, lúc đấy bảo khó khăn lắm, có mấy hộ không làm là không được đâu, chúng tôi trả lại xi măng cũng bị kỷ luật. Nói làm như vậy chiên nhận xi về rồi thì trả lại cho ai làm, mà điều gì chỗ khác thì sai với cái nội dung để đăng ký. Cho nên là trước hết nếu mà đã đăng ký gửi danh sách lên ủy ban nhân dân là phải thông đồng ý đoạn đã, thì đồng thuận từ dưới đã đấy, và sau khi đồng thuận rồi thì bắt đầu ra nắm về nắm cửa đi, sang mặt bằng đi, có xi về có làm rồi. Đấy, như thế thì bây giờ còn ưu tiên những con đường nào mà chuẩn bị trước, công tác chuẩn bị trước và chúng tôi đi thẩm định thì ưu tiên trước khi trước để làm trước, và cũng cố gắng mà làm. Bây giờ đi thị trấn Việt Lâm người ta lại cần có những cái nhóm là không được hỗ trợ xi măng đâu, người ta vẫn bỏ tiền ra mua xi măng tươi về người ta đổ. Nhà nào ít là 21 triệu, nhà nào nhiều hết 74 triệu đổ đường xóm lên tín dụng vay, chứ không phải người ta có đâu, người ta lên tín dụng vay bởi vì người ta ở phía trong, mà bên ngoài làm mà người ta không cố gắng, người ta làm, người ta ngoài làm rồi thì sau xe đâu mà chở vào trong nữa, người ta không cho đi chở vào trong nữa để mà đổ, mà trong nó buộc mình theo cùng để cộng đồng. Thôi thì bà con chúng ta cố gắng là làm đổi mới tư duy, đừng trông chờ cái gì mà ỉ lại nhiều, mà chúng ta sẽ làm trước đi, làm mới đi. Đấy, ở đây thì cái rừng chân km 30 thì cũng đang dạng sáng lên cho thôn Việt Thành đấy, và cũng còn nhiều những cái tiềm năng. Ngày xưa đây chúng tôi đã đề nghị là cái điểm dừng chân rồi, nhưng mà hiện tại là điểm dừng chân nó dừng chân ở dưới xuôi lên, nó bị bên trái, cái này thì phải là cái đứng đi xuống, và cái này là đi xuống thì phải là bên này. Đấy, cho nên là chúng tôi có ý tưởng thực ra cũng đề nghị rất nhiều, còn lại cái video theo hiện nay nha, anh thắng anh đạt nha, nói về nông thôn mới nâng cao, nhưng mà trước cái mặt tiền thôn đây nói gì nói phải cho dẹp, dọn dẹp ngay những cái kiosk kia đi. Một là phải thay bỏ, hai là những cái bạc rách đúng là tụt xuống tháo đi, không được cơi nới mòn rộn như vậy. Trong đầu này thì kia, trong này cái gì thì rọ chó, cái gì nọ gà, vứt lung tung ngay cái cửa mình, mặt tiền đi như này, dừng chân cái gì, dừng chân cái gì, cái kiểu đấy.
Còn nếu cảng đấy không phát triển được, không thu được thì báo cáo xã, xã sẽ thu hồi, dỡ đi chuyển đặt điểm khác. Chứ không để cái ảnh hưởng chỗ như này trông bẩn lắm, cho anh em lắm. Mặt tiền như vậy cũng được. Đấy, cho nên là thôi thì chúng ta bây giờ cơm no áo ấm rồi. Bây giờ là chỉ còn mỗi cái cơm no áo đẹp thôi. Cơm no áo ấm thì bây giờ chuyện vặt. Đối với thôn Việt Thành thì chuyện vặt. Cho nên là bây giờ chỉ có cơm no áo đẹp thôi thì long lanh lên. Đấy, thôn Việt Thành là ngay cái tiền này tới đây là giải phóng đi. Thì có mấy cái nội dung mà cần làm muốn triển khai nhiều lắm, muốn nói chuyện với bà con nhiều lắm về ý định của cấp ủy đảng chính quyền cũng như của huyện của tỉnh triển khai rất nhiều nội dung nhưng tập trung chính vẫn là cái đề nổi và vẫn là cái phong trào Việt Thành đi cái gì cũng có lại cái gì cũng nhất rồi đánh giá tổng kết cuối năm phân xếp loại tổ chức đảng đảng viên cũng có giải chính quyền cũng có giải đi đâu ăn cũng có giải gì cái gì có giải nhảy cũng có giải hát cũng có giải không phải là mấy ông anh nào giỏi đâu không phải đâu mà do bà con ta giỏi do bà con dân dân ta giỏi đấy nhận tình đấy còn cái nghĩa trang thì báo cáo anh tới là cái nghĩa trang này khi tôi về đây là tôi đã nhìn thấy chụp ảnh cũng không phải tôi làm chủ tịch đó nhưng mà làm thực hiện rất là chậm và đến giờ phút này thì cơ bản hai thôn và ủy ban nhân dân xã đã bỏ được bản để phương pháp thực hiện thì bây giờ phải thông qua được cái quy chế toàn dân đấy bây giờ cái quy chế ủy ban nhân dân dự thảo rồi nhưng mà mãi chưa thông qua với bà con nhân dân để chúng ta bổ sung để chúng ta thực hiện được thì bây giờ tới đây đề nghị đồng chí huyện chỉ đạo khẩn trương thông qua quy chế để hoạt động thế còn lại bây giờ mà sắp đặt hàng lối thì thưa anh tới là nó có cái tâm linh không thể ông nào mà đi móc mộ của người ta lên để xoay ngang xoay dọc để mà thành hàng lối được. Bây giờ chỉ cần mong là những người vào sau xếp đúng hàng lối theo quy định là được. Những cái phần đất mà còn lại bây giờ chúng ta phải quy hoạch. Những cái phần đất trống là bây giờ chúng ta phải căng dây cắm cọc là quy hoạch. Và mỗi một ngôi mộ là bao nhiêu mét vuông là chỉ bấy nhiêu mét vuông. Hiện nay trên cái nghĩa trang này có những cái nhà chưa có mộ, chưa có người chết đã quay đổi, đất ở đất cho con cháu ở mặt đường thì không lo, cứ đi lo đất chết, đất đi lo người chết. Thế vậy thì vừa rồi cũng đã có một cái cơ chế là những cái chỗ mà không thể bới ra được, tâm lên được thì phải nộp tiền vào đây để chúng tôi mua đất chỗ khác, chúng tôi quy hoạch. Tức là anh đã cơi nới rộng ra rồi, ngôi mộ của anh ví dụ chỉ 2 mét vuông thôi. Nhưng bây giờ anh 10 mét vuông thì anh phải nộp vào đấy 8 mét vuông, nộp tiền vào đấy. Để chúng tôi lấy 8 mét vuông này, chúng tôi đi mua thêm đất ở bên cạnh cái chỗ nào đấy. Để chúng tôi quy hoạch, đúng không? Thì chúng tôi công bằng được. Chứ còn bây giờ mà bắt bới lên để xoay ngang cái đập này, xin nhắc là chúng ta không làm được. Không làm được đâu. Đấy, cho nên là thôi, nhưng mà bà con cũng ủng hộ. Tới đây khi xây dựng quy chế thì bà con chúng ta đi hoạt động vào. Và quy chế là của chúng ta, và quy chế của chúng ta thì chúng ta cũng là người thực hiện. Đấy. Và hai nữa là thôn cũng phải bổ sung vào cái quy chế, cái hương ước của thôn. Cái hương ước của thôn đó là nếu như bắt được tội phạm bất giác trên địa bàn mình thì phải phạt 1 triệu hay là 500 nghìn. Thì cái này không nằm trong cái luật nào cả. Nhưng mà nếu mà xã phải xử thì lại phải xử theo luật. Đấy, xã lại phải xử theo luật. Thì có khi là rất là nhẹ. Thế cho nên là bây giờ thôn phải bổ sung vào cái quy ước của thôn. Bắt được ai mà bất giác thì làm cứ 1 triệu hay 2 triệu vô tư, chúng tôi ủng hộ ngay. Và hai nữa là lần trước chúng tôi đã giao cho công an quân sự này 2 tuần phục kích và chúng tôi trích kinh phí ra cho cái người đi trực này mà không bắt được. Và tôi cần bảo là nếu mà bắt được thì không phạt tiền nữa, mà bắt người ta đi dội khi nào người ta bắt được đối tượng khác thì thôi thì tha. Tôi căm thù đến mức độ những cái người bất giác, mà tôi nói là tôi căm thù tôi. Bây giờ mà bắt được là bắt người ta đến dọn đến cái nào và bắt người khác thì thay vào đấy thì luôn, không cần phạt tiền. Chúng ta đưa vào cái trung cấp nước thì đấy là một số các nội dung là thì thời gian nó cũng hết rồi, thì mong rằng bà con muốn gắn được hơn rất nhiều. Thế thì hôm nay thì tổ đại biểu hội đồng dân thì hướng cái mắt cử tri ở đây và cũng là cái cơ hội để trao đổi, để họp, để lắng nghe chúng ta cùng bàn bạc và trao đổi với nhau giữa các ủy chính quyền và con nhân dân để biết được những cái tồn tại, biết được những cái còn mà nhân dân còn chưa hài lòng, chưa bức xúc, để
để chúng tôi kịp thời điều chỉnh và chúng tôi kịp thời tiếp thu để làm sao phục vụ bà con nhân dân một cách tốt hơn, một cách hài lòng hơn. Đấy, mục đích là như vậy. Thế thì những cái gì mà từ trước đến nay còn chưa được yêu cầu, chưa được hài lòng thì mong bà con tiếp tục thẳng thắn và lượng thứ và để trao đổi để chúng tôi rút kinh nghiệm. Còn đối với cán bộ của tổ thị trinh chúng tôi cũng sẽ về có ý kiến, nhưng mà nếu là sau đấy cũng có phù hiệu hết ở đây, nói luôn là xem cái phù hiệu đấy ở đấy có hai cô nữ chứ không có ba cô nữ thì không biết là cô nữ nào. Chúng tôi cũng sẽ tham mưu về chúng tôi sẽ hoặc đầu tuần giao ban là chúng tôi sẽ thảo ngay và các như vậy. Thì cuối cùng thì không biết nói gì hơn thì kính cảm ơn tất cả bà con nhân dân thôn Đợt Thành có mặt hôm nay, và cũng rất là thẳng thắn, cũng rất là chân tình, cũng rất là xây dựng, rất là thực tế. Xin một lần nữa kính chúc toàn thể bà con luôn luôn khỏe và cùng nhau phát triển kinh tế, cùng nhau xây dựng cấp ủy chính quyền địa phương xã Tiền Lâm và phát triển hơn nữa. Phát triển hơn nữa thì đây còn nói thêm một tí nữa là chúng ta cũng phải học tập ở hai đầu. Mỗi một có một cái chương trình thì thị trấn Tiền Lâm cờ đạt là ngà to đã đỏ rực rỡ lên rồi, đẹp hẳn rồi, dưới Tân Thành lên đẹp rồi. Nhưng mà cái đoạn giữa xã Tiền Lâm cứ lẹt đẹp. Nhiều lúc chúng tôi cũng buồn. Anh Nam thì anh ấy cũng bảo là đi bảo mãi không được. Mà đây là trung tâm, thế nên là cố gắng để chúng ta làm sao rồi là thoáng thoáng như tí, sống nó thoáng thoáng thì không phải con ghen nữa. Sống nó thoải mái như một tí và sống cùng nhau, học tập nhau trong cộng đồng để chúng ta cùng nhau được hưởng thụ. Chúng ta làm đâu chúng ta được cùng đấy. Một lần nữa thì kính chúc toàn thể bà con là sức khỏe và phát triển kinh tế dồi dào và cùng nhau xây dựng quê hương giàu đẹp hơn. Xin trân trọng cảm ơn. Hết thời gian rồi muốn nói chuyện bà con nhiều.